Đây là hai căn nhà vừa được trao cho hộ đồng bào dân tộc Chăm tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hành, huyện Châu Thành. Mỗi căn có diện tích 32m², được xây dựng theo tiêu chuẩn 3 cứng là dách xây tường, mái lợp tôn và nền lót gạch. Trị giá một căn nhà là 75 triệu đồng, được ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Chăm tỉnh An Giang vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ. Cả hai hộ đều có hoàn cảnh rất khó khăn, phải đi làm thuê, mua bán nhỏ lẻ khắp nơi. Sau thời gian dịch Covid-19 bùng phát vừa qua, họ phải sống nhờ vào sự trợ cấp của các tổ chức xã hội. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2022, Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Chăm tỉnh An Giang và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương sẽ tiếp tục xây mới thêm 10 căn nhà đại đoàn kết cho đồng bào các xóm Chăm trong tỉnh với số tiền gần 1 tỷ đồng.